Chào tất cả các anh chị. Hôm nay em sẽ làm cái video để cho các anh chị thấy, hướng dẫn các anh chị trực tiếp xem cái quy trình mà em cho ăn bằng xay, cho chồn ăn xay nhuyễn thức ăn nha. Thì nói chung thì cái này nó cũng không có mới gì so với tất cả các anh chị đã từng chăn nuôi chồn. Nhưng nó cũng khó khăn cho và không 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 nghĩ đến cho những các anh chị mà chăn nuôi mới á. Thì trong cái quá trình mà cho ăn mà em đã thí nghiệm khoảng 5 tháng nay thì em sai hết như thế này mà em cho ăn. Và trong cái việc sai này nè, nó cũng có cái lợi nữa là mình có thể trộn được vitamin cho các bé ăn nó ổn định hơn, nó sẽ thẩm thấu thuốc tốt hơn và thức ăn nó sẽ hấp thụ vào cơ thể gần như hoàn toàn so với mình cho ăn thô, và phân của chồng mình nó sẽ đi tốt hơn so với mình cho ăn thô nha các anh chị. Nếu như chồng mình nó ăn quen rồi á thì nó sẽ ăn hỗn hợp trộn đều với nhau và đủ no nó thì thôi. Còn nếu như có những khi mà mình cho nó ăn thô mà chuối cá mà mình không sai á, thì thí dụ như nó theo cái khẩu vị của nó, hôm nay nó thích ăn chuối thì nó ăn chuối đủ no nó thì nó sẽ nghỉ, nó sẽ bỏ mớ cá lại. Và ngược lại, ví dụ hôm nay nó thích ăn cá thì nó sẽ ăn cá và nó bỏ chuối lại. Còn mình sai trộn như thế này thì hoàn toàn ăn ăn ít hoặc ăn nhiều thôi chứ đủ chất. Trong quá trình ăn này thì nói chung chồn nó hấp thu dinh dưỡng tốt, lông mượt, phân tốt, chồn con nó cũng phát triển tốt nè các anh chị. Nó sẽ tập ăn từ khi mười mấy đến 20 ngày tuổi từ trong mẹ nha. Thì mười mấy 20 ngày tuổi thì những con mẹ nó sẽ tập cho con nó ăn. Nó sẽ cho con nó, một là nó thay vô ổ nếu như chúng ta cho ăn thô. Còn hai, nếu như mà mình cho ăn nhuyễn mà mình múc bỏ vô cái thố á, thì nó sẽ cho con nó ra ngoài để ăn. Và em thấy cũng ok. Khoảng 20 ngày tuổi thì nó bắt bò ra, nó ăn cùng mẹ nó rồi nghe các anh chị. Thì cái việc ăn đó nó sẽ hỗ trợ cho sự phát triển con chồn từ trong còn bú mẹ luôn. Còn em đã trộn đều và em hôm nay thì em không có trộn vitamin hỗn hợp. Nay em chỉ cho thức ăn chuối và vịt con luộc chín xay nhuyễn. Và đây là một lượng thức ăn cho một bé chồn không mập. Còn tơ thì em sẽ cho ăn thoải mái. Khi nào mà em nó phát triển tốt, tròn đều thì em sẽ giảm liều lại và ăn chuẩn hơn. Có những bé nào mập thì sẽ ăn ít hơn nữa. Cái việc mà chăn nuôi thì mình cũng phải học hỏi tìm tòi để mình thay đổi cái phương thức chăn nuôi của mình sao hợp lý hơn. Các anh chị cũng nên thay đổi để chúng ta cảm nhận được cái việc mà chăn nuôi nó ổn định và tốt hơn. Đây là những đây là tới cái đoạn bầu và mẹ ôm con của em. Đợt này thì nói chung là chồng em nó đi mùa nghịch nhiều cho nên tháng này thì chồng nó đẻ cũng gần hết thôi nghe các anh chị, nhưng cũng có những bé nó vẫn còn. Và cũng có một hai ổ em đã tách mẹ rồi. Cái chồng đợt này thì nói chung phối mùa nghịch thì nó cũng có nhiều cái bất cập nha các anh chị. Cũng có em được khoảng 20 mấy đến 30 mẹ đầu thai đều tốt, nhưng mà ngược lại thì bị hư thai, sinh con non
hoặc là ra huyết rồi hư thai luôn. Thì trung bình những cái bé đó là luôn luôn lúc nào nó cũng nằm tầm khoảng 1 tháng cho tới 1 tháng 15 ngày là nó bị hư nằm ở thời điểm đó nha các anh chị. Sẵn đây thì em cũng tâm sự với các anh chị về vấn đề mà mua bán cho ở anh em ở miền Bắc nha. Cái này thì em không phải em nói tất cả các anh em miền Bắc, nhưng cũng có những người như thế. Em cũng tâm sự một xíu là đối với em ngày xưa tới bây giờ và anh em miền Nam cũng vậy, đa phần buôn bán chồn thì bắt cặp, thì cặp thì nó sẽ có một đực và một cái thì gọi là một cặp nha các anh chị, chứ không thể nào một cặp mà bà mà bóc cặp mà hai con cái là một cặp, chấp nhận một cặp là hai con. Nhưng đối với con giống để bán gọi một cặp sẽ là một đực một cái nha các anh chị. Thì nói chung thì em cũng có gặp trường hợp này thì cũng một hai ba người rồi, nhưng mà đa phần là anh em ở ngoài Bắc nha. Thì nói chung thì chịu giá rồi, chịu giá hết tất cả rồi. Thì các anh chị nói là bây giờ con cái thì cần nhiều nhưng con đực thì không cần nhiều. Thôi thì giờ em bắt cho anh khoảng 4 5 con đực. Phần còn lại thì em bắt cái cho anh nhiều hơn nha. Cái đó thì em không thể nào làm được nha các anh chị. Mình buôn bán hồi nào tới giờ nói chung là dân miền Nam của em thì như hầu như là như vậy, một cặp con giống trộm hương là một đực một cái chứ không phải hai con cái gọi là một cặp nha. Tại vì cái giá trị của con cái á, nó sẽ cao hơn cái giá trị của con đực lúc nhỏ nha các anh chị. Nó sẽ mắc hơn gấp đôi, hoặc hơn gấp đôi, gấp rưỡi. Đó. Thì các anh chị cũng nên suy nghĩ, các anh chị mà nếu như là có những cái suy nghĩ như thế thì các anh chị nên cẩn thận nha. Thì cũng sẽ có những trại bán cho các anh chị với mục đích là gửi xe, khi các anh chị không vô trực tiếp để xem trong trại để mà bắt giống trực tiếp á, thì các anh chị sẽ dễ bị mắc bẫy đối với những người như thế nha. Cái đó là em cảnh báo cho các anh chị thôi. Họ vẫn chấp nhận cho các anh chị một cặp sẽ là hai con cái, nhưng đôi khi sự thật nó sẽ phơi bày khi các anh chị nhận con giống nha. Đúng là nhiều khi các anh chị mà ở gần em đôi khi đi mua hàng về vẫn bị lừa, mà ở miền Nam tụi em nhưng khi mua ở không đâu xa hết, vài trăm cây số thôi, 200 300 cây số thôi, nhưng vẫn bị lừa. Khi mua cái, thí dụ như bây giờ em mua 5 con cái một con đực thì sẽ gửi về 4 con cái hai con đực. Tại vì khi người dân mà mới biết nuôi họ sẽ không nhìn được liền đâu các anh chị, không nhìn được cái được liền rồi sẽ nhầm lẫn khi con chồn đã lớn và cũng đã muộn rồi. Cũng có một chị ở gần em là đi mua con giòn, không phải đi mà lên mạng mua từ ngoài Bắc về, thì chị ấy mua 2 con cái một con đực nhưng cuối cùng toàn là 3 con đực hết. Cái đó là khởi nghiệp của chị ta khi đầu tư nuôi con giòn, toàn là đực nuôi gần 1 năm mấy, gần 2 năm.